Xin chào mọi người có khỏe không? Cảm ơn mọi người đã trở lại với channel của mình nha. Và những ai đây là lần đầu tiên đó, thì sau khi xem video này hay là bất cứ trong thời gian nào, mọi người có thể thì xin hãy bấm vào trong cái nút đăng ký kênh kế bên cái chuông đó để đăng ký cái kênh của mình nhé. Để ý khi mà mình ra những cái video mới đó, thì mọi người có thể nhận được liền và biết được những cái thông tin mới hay là những bất cứ những cái video nào mà mình đưa ra ha. Hôm nay trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để kiểm tra coi là tiền stimulus của mình, tiền hỗ trợ của chính phủ đó, họ về khi nào, làm sao kiểm tra mình có được những cái thông tin đó thì mình sẽ đỡ lo hơn ha. Thì trong cái video này là cái mục đích của mình sẽ hướng dẫn mọi người. Thì việc đầu tiên nhất á, là mọi người sẽ vào trong cái trang mạng nó gọi là irs.gov, hay là mọi người đánh ra trong cái Google đó để tìm kiếm, thì đánh chữ irs. Irs là stand cho bên sở thuế vụ đó, thì mình đánh chữ i, chữ r, chữ s ha, trên màn ảnh giống như vậy nè. Mọi người đánh vào trong đó thì họ sẽ hiện lên và mình đi vào trong trang mạng đó. Thì khi vào trong trang mạng thì mọi người sẽ nhìn thấy, nó nhìn thấy như giống như thế này. Thì mọi người bấm vào cái chữ mà Get My Payment. Ok, bấm vào Get Payment. Trong cái trang mạng của Sở Thuế Vụ đó thì họ có rất là nhiều cái thông tin mà liên quan về vấn đề thuế má. Mọi người có thể biết được những cái thông tin về thuế của cá nhân của mình, thuế của gia đình của mình, rồi làm sao để kiểm tra coi coi là khi nào mình nhận được tiền, mình đã đóng tiền. Nếu mà trong trường hợp mình đóng tiền thì mình đóng tiền, họ đã nhận được chưa, như thế nào này kia, rồi mình có thể biết được hết ha. Thì hôm nay mục đích cái channel này, cái video này đó, mình chỉ hướng dẫn cho mọi người làm sao để kiểm tra cái tiền mà stimulus lần thứ ba nó gửi về cho mình, hay là ngay cả cái mà Child Tax Credit nó cũng sẽ nằm ở trong đây luôn ha. Thì mọi người có thể biết được để mà kiểm tra, để mà biết được khi nào mà tiền nó về như thế nào. Thì mọi người bấm vào trong đây chữ Get Payment ha. Thì mình đưa con chuột mình vô ngay chân đó, bấm cái ok, thì nó sẽ hiện ra cái trang thông tin về Get My Payment. Thì nó sẽ hiện cái tin mà cập nhật mới nhất sẽ nằm ở trên ha. Còn nếu mà ấy thì mọi người cứ kéo xuống thì nó sẽ có những cái thông tin khác nữa. Và hiện tại bây giờ thì chính phủ họ đang cho ra cái tiền mà là third round, lần thứ ba cho economic impact payment. Thì mọi người có thể thấy nó sẽ có thông tin như thế này, và trong này thì mọi người sẽ biết là dựa theo đây thì mọi người sẽ biết được rằng là khi nào cái tiền nó sẽ ra và làm sao mọi người nhận được cái tiền đó. Ok, thì nó có rất là nhiều thứ tiếng mọi người. Ở trong đây nó có rất là nhiều thứ tiếng. Nếu mà mọi người muốn bằng tiếng Việt á, mọi người bấm vào trong đây thì nó sẽ có Google dịch và nó dịch qua tiếng Việt cho mọi người ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng bằng cái tiếng Anh đi để cho dễ coi. Thành ra là nếu mà mọi người khi mà làm đó, mọi người có thể theo cái cách hướng dẫn đó mà vào làm bằng tiếng Việt cũng được nếu muốn nhé. Rồi, bây giờ mọi người bấm vào cái chữ mà Get My Payment ha. Bấm vào trong đây. Thì khi mà bấm chữ Get My Payment thì nó sẽ hiện qua một cái trang kế tiếp liền. Và cái trang này nó sẽ hiện lên cái một cái message, một cái thông tin họ chỉ thông báo cho mình biết rằng là đây là cái trang của chính phủ, và những người nào mà sử dụng, tiếp tục sử dụng cái này là những người mà có thẩm quyền hay là có quyền được sử dụng. Có nghĩa là mình vào trong cái trang cá nhân của mình, mình không có được quyền sử dụng cái cá thông tin của người khác để mà mình làm ha. Cái này phải là tự chính bản thân mình. Và nếu mà mình biết rằng là mình lấy trộm những cái thông tin của người khác và mình tìm hiểu hay là mình làm, thì mình phải chịu, hoàn toàn chịu trách nhiệm dưới trước pháp luật ha. Là bất cứ những cái gì mà mình coi những cái thông tin không phải cá nhân của mình coi thông tin của những người khác, có nghĩa là mình đã phạm luật.
Ok, thì đây nó chỉ cho mình biết cái thông tin như vậy thôi. Thì mọi người bấm chữ OK nhé để tiếp tục. Thì khi mà mọi người bấm OK để tiếp tục á, thì nó hiện trở ngược lại chút xíu. Nhưng mà cái này cũng giống như cái hồi nãy đầu tiên mà mình chỉ cho mọi người đó, là nó chỉ nói sơ về cái này thôi. Về cái get payment á, mọi người chỉ bấm chữ get my payment là được rồi ha, không có sao hết. Thì khi mà mọi người bấm vào trong đó chữ get my payment một lần nữa thì nó sẽ hiện ra cái này. Ok, cái trang nó sẽ nhìn giống như thế này và nó có những thông tin cần mọi người phải điền vào. Thông tin như là số an sinh xã hội nè. Nếu mà mọi người không có thông có cái số an sinh xã hội đó thì họ sẽ đòi hỏi mình cung cấp cái thông tin thác ID. Có nhiều người không có số an sinh xã hội, họ có cái thác ID, nó gọi là individual thác ID number nhé. Thì mọi người đánh chính số an sinh xã hội của mình vào hoặc là cái thác ID của mình vào nhé. Sau đó mọi người đánh ngày tháng năm sinh của mình. Nhớ mình sẽ đánh tháng trước xong rồi tới ngày tới năm nhé. Ở Mỹ nó hơi khác với bên Việt Nam. Việt Nam của mình là ngày tháng rồi mỗi năm phải không? Nhưng mà ở bên Mỹ cái cách nó viết sẽ là tháng ngày xong rồi mới tới năm. Thì mọi người sẽ bỏ 2 ngày tượng trưng cho tháng, hai số tượng trưng cho ngày và 4 số tượng trưng cho năm. Thí dụ như nếu mà mình sinh ngày tháng 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 7 ngày 10 thì mình đánh là 0710 phải không? Rồi đánh 4 số của năm. Hay là nếu mà mình sinh là tháng 7 ngày 3 thì mình đánh là 0703 xong rồi 4 số của năm 19 mấy này kia rồi vậy đó. Ok. Rồi, mọi người đánh vào trong cái ô thứ hai này, ngày tháng năm sinh. Cái ô thứ ba thì mọi người sẽ đánh cái địa chỉ nhà của mình. Đánh hết cái địa chỉ nhà của mình. Không cần thiết phải đánh thành phố. Mình đang ở thành phố nào không cần thiết. Chỉ đánh cái địa chỉ nhà thôi. Và lầu nữa thì mình cũng đánh vào trong đây ha. Xong rồi cái ô thứ tư thì mình sẽ đánh là 4 số mã dùng. Zip code, 5 số mã dùng. Số zip code của mình đó. Bấm vào trong này. Sau khi mọi người đã điền 4 cái ô này rồi, mọi người bấm chữ continue. Ok. Rồi. Khi mà đánh chữ continue, nó sẽ đưa thông tin liền cho mình. Rất là đơn giản phải không mọi người? Mọi người có thể biết được liền là cái tiền stimulus lần thứ ba này nó đã gửi thư, gửi thông tin, thông báo cho mình hồi nào và bằng cách nào, họ đều hiện ra cho mình hết. Thì đây là một cái ví dụ mà mình muốn chia sẻ. Có nghĩa là khi mà mọi người đánh hết thông tin của mình vào xong bấm cái next thì nó sẽ hiện ra cái payment status ha, cái trang đó, và họ sẽ cho mình biết rằng là họ đã gửi cái tiền ra cho mình hay là gửi cái thư ra cho mình khi nào. Nó sẽ có ngày nhé, nó sẽ có ngày ở đây và dựa theo cái địa chỉ mà mọi người đã cung cấp cho bên sở thí dụ. Ok. Đồng thời trong cái thông tin này họ nói rằng là họ sẽ gửi thư về nhà để mà thông báo về cái thông tin này cho mình. Ok. Và nếu mà mình không có nhận được hay là mình cần sự giúp đỡ thì mình có thể bấm vô chữ FAQ, Frequently Asked Questions. Mình bấm vô trong đó thì nó sẽ có những cái câu hỏi trả lời để hướng dẫn mình cái bước tiếp theo mình phải làm gì nếu mà mình không có nhận được ha. Thì đây là cái thông tin mà để mà mình kiểm tra về cái check thứ ba của mình, cái tiền stimulus, tiền hỗ trợ thứ ba của chính phủ cho đó là khi nào nó gửi ra cho mình ha. Và đồng thời ở trong trang này mọi người cũng có thể tiếp tục sử dụng nó để mà có thể biết được là cái tiền stimulus thứ nhất, thứ hai và thứ ba nó gửi ra chưa. Nếu mà trong trường hợp mình chưa có nhận được nó gửi ra chưa, nó gửi ra khi nào, thì mọi người cũng có thể có cơ hội để mà tìm hiểu những cái thông tin đó hay là biết được những cái thông tin đó liền luôn. Thì rất là đơn giản, mọi người cũng chỉ có một vài bước thôi.
không có khó khăn. Mình gọi thì nó sẽ rất là khó, lâu la lâu, nhưng mà cái này thì rất là tiện. Ok, thì mọi người thấy ở đây không, trên màn ảnh nè, cái phần ở dưới này nè, mọi người bấm vô chữ online account nhé. Nếu mà mọi người không muốn xem nữa thì mọi người có thể bấm chữ access. Ok, còn nếu mà mình muốn biết coi coi là cái check thứ hai, cái check thứ ba, nếu mà mình chưa có nhận, hay là cái check thứ nhất mình chưa có nhận được thì mình phải làm sao? Có tất cả hiện tại bây giờ là có ba cái check stimulus đã gửi ra để hỗ trợ cho gia đình rồi nhé. Nhưng mà có một số người họ chỉ nhận được có một cái đầu tiên, cái thứ hai họ không nhận được, cái thứ ba họ không nhận được, hay là có những người họ chỉ nhận được cái thứ nhất, cái thứ ba, cái thứ hai thì không có, hay là nó có rất là nhiều trường hợp phải không? Nhưng mà nếu mà mình muốn biết chính xác được từng trường hợp của mỗi người thì mình phải vào trong cái đây nhé. Không muốn xem nữa thì bấm chữ access, còn nếu mà muốn xem thì bấm vô chữ online account. Ok, thì khi mà mọi người bấm vô chữ online account này, vậy thì cái khu này nó chỉ giúp cho mình kiểm tra cái tiền stimulus thứ nhất, cái tiền stimulus thứ hai và cái tiền stimulus thứ ba họ gửi ra cho mình, nó sẽ nằm hết trong một trang nhé. Mọi người bấm vô đó, online account. Ok, và khi mà mọi người vào trong online account thì họ sẽ dẫn mình ra một cái trang mới hoàn toàn, và hỏi mình có hai cách để mà mình có thể vào. Một, nếu mà mọi người chưa bao giờ vào trong cái trang của Sở Thể Dục để mà đăng ký hay là để mở chuyên mục thì mọi người phải bấm vào chữ Create Account nhé, phải mở cái này, phải mở một cái chuyên mục, lúc đó mình mới có thể vào trong đó mình coi được. Và nếu mà mọi người đã có rồi thì mọi người chỉ cần bấm chữ Login, username mình bỏ vô là gì, login, xong rồi tiếp tục theo những cái bước của họ cần thiết thì mình có thể coi được. Ok, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những ai chưa bao giờ vào trong cái sở, cái trang mạng của Sở Thể Dục IAS để mà đăng ký cái chuyên mục của mình nhé. Thì những cái bước nó cần phải làm là gì cũng rất là đơn giản mọi người, chỉ một vài cái thông tin mọi người cần chuẩn bị trước, xong rồi mọi người vào rất là đơn giản và lẹ nhé. Rồi bây giờ mình thử bấm vào chữ Create Account này nè. Thì trong cái Create, khi mà mình bấm vào cái Create Account đó, nó sẽ hiện ra một cái thông tin, nó thông báo cho mình biết nếu mà mình vào trong đây mình mở cái chuyên mục với sở IAS nó có lợi ích gì. Ok, thì họ giải thích cho mình đó, rằng là cái này rất là nhanh, chỉ cần khoảng 15 phút, cần thời gian của mọi người 15 phút là có thể hoàn thành ha. Những cái thông tin mà mọi người đưa vào trong đây nó rất là an toàn nhé. Chỉ có một mình là được vào mà thôi, chứ không có người khác có thể truy cập những cái thông tin này của mình. Và nó rất là tiện lợi, nó rất là tiện lợi. Mọi người chỉ cần cài đặt một lần, làm theo sự hướng dẫn thì những lần sau nó sẽ rất là đơn giản, chỉ bỏ cái username vô, xong rồi vô là rất là đơn giản và tiện lợi. Ok, và cái thứ tư họ nói rằng là không có tính tiền, cái này miễn phí. Ok, mình cũng có thể dùng điện thoại của mình để mà mình truy cập được, không sao hết. Ok, thì đây là những cái mà họ thông báo cho mình biết. Ok, và họ có một số câu hỏi để mà mình phải trả lời nhé. Thì bây giờ mình sẽ bấm chữ continue. Ok, khi mà mọi người bấm những chữ continue thì nó sẽ hiện ra cái trang như thế này, và họ sẽ hỏi mình rằng là mình phải chuẩn bị một số cái thông tin để mà mình có thể tiếp tục đăng ký, làm cái thủ tục đăng ký. Thứ nhất, dĩ nhiên là tên của mình, phải không mọi người? Tên của mình dĩ nhiên là mình cần. Email, địa chỉ email của mình, ngày tháng năm sinh, số an sinh xã hội hoặc là cái số tax ID. Tax filer status có nghĩa là mình khai thuế dưới dạng nào, độc thân, có gia đình, hay là mình là the head of the household chẳng hạn. Ok, mình phải, lúc mà mình khai thuế mình chọn cái dạng nào thì mình cần phải biết để mà mình ấy, và địa chỉ hiện tại của quý vị. Ok, thì quý vị chỉ cần chuẩn bị những cái thông tin này có sẵn để khi nào hỏi mình có, mình đánh vào liền nhé. Và giả sử rằng là hiện tại bây giờ tôi đã có những cái thông tin này rồi thì giờ tôi chỉ cần bấm chữ yes nhé.
Và khi mà họ bấm chữ yes xong, đây là lần đầu tiên mình đăng ký, thì họ cần mình cũng phải cung cấp một trong những cái thông tin sau đây để mà xác nhận coi coi mình có đích thực là cái người đó hay không. Ok, và cái thông tin mà họ cần, thí dụ một trong những cái này, cái số thẻ credit card của mình. Nếu mà mọi người có credit card, có Visa card, có Mastercard hay có Discover card hay có bank card cũng được, bất cứ cái gì. Họ cần cái số thông 8 số ở trong cái thẻ của mình. Hoặc là nếu mà học sinh thì họ cần cái số student loan. Hoặc là nếu mà mọi người mua nhà, mọi người có nhà, mọi người mua nhà thì họ cần cái số mortgage hay là home equity loan, cái tiền mượn nhà của mọi người ấy, họ cần cái số đó. Hoặc là mọi người có business thì có những ai có mượn cái tiền mà equity line ấy, thì họ cần cái số của cái đó. Hoặc là mọi người mua xe mà mượn tiền thì họ cần cái auto loan nhé. Một trong những cái này, họ cần một trong cái những cái này để làm gì? Chỉ để xác định rằng là mình có phải chính là cái người mà cung cấp thông tin xác thực hay không. Chứ để không, có nhiều khi họ những cái thông tin trước đó đó, ví dụ như số an sinh xã hội, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thì nhiều khi có nhiều người họ làm mất đi cái thẻ của mình, mất bóp đi của mình, và người khác ăn cắp thì họ lên trên này để mà họ sử dụng. Nhưng mà những cái số kia thì nó không có, những cái số mà thông tin kế tiếp này họ lại không có để mà họ cung cấp. Ok, thành ra là đây là một cái bước thứ hai mà sở thế dụ họ muốn xác thực chính rằng là cái người nào mà đăng ký cái mở cái chương mục này là chính người đó, chứ không phải là một người khác giả mạo. Và khi mà mọi người chuẩn bị những cái thông tin này sẵn sàng thì mọi người bấm chữ yes. Ok, và nếu mà mọi người chưa có thì mọi người bấm chữ no nhé. Bây giờ giả sử rằng là mọi người đã có cái thông tin đó rõ ràng, có cái bóp mình kế bên, thì mọi người bấm chữ yes ạ. Và khi mà mọi người bấm chữ yes vào thì nó sẽ hiện ra một cái kế tiếp nữa, nó nói rằng là mọi người phải cần có điện thoại hay là email address. Để làm gì? Để khi mà mọi người vào trong cái bước mà đăng ký đó, họ sẽ gửi một cái text message, họ có bốn cái số security, bốn số mật mã cho mình. Họ sẽ gửi qua cho mình và mình phải lấy bốn số đó mình đánh vào trong system để mà mình có thể tiếp tục cái bước kế tiếp, hay là mình vào thẳng như trong cái trang mà mình đã set up nhé. Thành ra là cái này là mọi người cũng phải có cái điện thoại mình hay là có cái email address của mình sẵn sàng nhé. Rồi, mình chỉ cần bấm chữ continue thôi. Rồi, bây giờ khi mà mọi người đã biết được những cái thông tin họ kêu mình chuẩn bị sẵn trước, thì đây là cái bước rất là dễ dàng. Ok, họ chỉ cần mình đánh tên, họ tên, email và confirm cái address của mình. Mọi người chỉ cần bấm confirm xong mọi người bấm chữ send code. Ok, đây là cái số mật mã. Thì khi mà mọi người đánh hết thông tin này, bấm chữ send code, thì họ sẽ gửi cho mình bốn cái số mật mã. Và mình lấy bốn số mật mã đó mình đánh vào trong cái trang kế tiếp nhé. Mình bấm vào trong cái trang kế tiếp thì họ sẽ đưa mình thẳng vào trong cái trang chương mục của mình. Họ kêu mình đánh cái số 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 vô, rồi những cái thông tin kế tiếp nữa là mọi người hoàn tất. Và khi mà mọi người vào được trong trang đó thì mọi người có thể coi được rằng là cái tiền hỗ trợ của lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đã gửi ra chưa, gửi ra bao nhiêu tiền, tất cả những cái thông tin đó đều nằm ở trong này hết nhé. Rất đơn giản với mọi người. Và những ai mà đã có cái chương mục này rồi, đã mở cái chương mục này rồi, thì bây giờ mọi người chỉ vào trong cái chữ username login nè. Mình đã có cái chương mục rồi nè, mình chỉ đánh chữ username của mình, xong mình bấm cái chữ login, xong rồi họ sẽ dẫn mình qua để mình đánh cái password của mình, là mình có thể vào trong cái trang đó để mà mình coi. Ok, đơn giản phải không? Đâu có gì khó khăn đâu mọi người ha. Chỉ có một cái rằng là lúc đầu
họ thông báo, họ giới, họ giải thích cho mình phải chuẩn bị những cái thông tin gì, phải cần có những cái thông tin gì, thì nó hơi rườm rà một chút. Nhưng mà sau khi mà mọi người có những cái thông tin đó chuẩn bị hết thì chỉ cần đánh rùm 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 xong, đâu có khó đâu phải không? Thì trong cái trang mà khi mà mọi người vào được trong cái trang chuyên mục của mình với cái sở thí dụ đó thì mọi người có thể nhìn thấy cái gì? Giống như nãy mình nói, mình có thể biết được cái tiền stimulus của mình, phải không? Mình sẽ biết được cái tiền stimulus của mình, họ trả mình bao nhiêu, trả khi nào, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mình đều nhìn thấy được. Cái đó là trên hệ thống của bên sở thí dụ. Nhưng mà thực tế mình có nhận được hay không, đó là một chuyện khác. Tại vì có thể, ví dụ như nếu mà họ gửi thư từ về, có thể thư mình bị thất lạc, nên mình không có lấy được. Nhưng mà trên cái hệ thống thì mình thấy, ô sở IS nó nói nó gửi rồi mà, sao mà tới giờ mình chưa có nhận được. Thì mình có thể làm cái bước kế tiếp là mình liên lạc với họ, hay là mình giải quyết cái vấn đề của mình, phải không? Tại vì nếu mà mình không có kiểm tra cái này thì mình sẽ không biết được là trên sở thí dụ hệ thống của họ, họ có gửi ra cái tiền cho mình hay chưa, thư của mình có nhận được hay không. Tại vì mình bị thất lạc hay vì bất cứ lý do gì mình cứ bị mông lung, phải không? Thì đây cũng là một cái cách tốt nhất để mà giúp cho mọi người kiểm tra. Và riêng đối với những ai đó mà thiếu tiền thế thì mình cũng có thể đi vào trong cái trang này để mà mình coi 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 là mình thiếu thế bao nhiêu, mình trả thế chưa, trả khi nào, nó đều có những cái thông tin mà cập nhật hết ở trên này nhé. Rồi hồi xưa giờ mình đã trả tiền thế rồi thì mình trả khi nào, họ nhận được hay không, hay là có những cái gì mà nó vẫn còn nằm ở trong đó mà mình chưa có nhìn thấy, mình chưa có nhận được thư, mình lại thiếu nợ mình không có trả, thì mọi người có thể nhìn thấy cái vấn đề đó nhé. Đồng thời mọi người cũng có thể trong cái trang này, mọi người khi mà blog vào trong cái trang chuyên mục của mình đó, mọi người cũng có thể coi được cái đơn khai thuế của mình vào những năm ngoái, năm trước đó, để mà mình biết nếu mà những ai khai thuế thì mình có thể coi được những cái thông tin đó ha. Rồi thế mình có thể download cái bản khai thuế đó về nếu mà mình muốn, nếu mà mình cần có một cái bộ extra để mình giữ copy thì mình cũng có thể gửi xin cái đó, hay là mình download cái đó về. Thì trên cái trang chuyên mục của mình có thể giúp cho mình nhìn thấy được những cái đó, tất cả những cái gì mà liên quan về thuế má, liên quan về bản thân của mình, nó đều nằm ở trên đó ha. Tại vì cái số an sinh xã hội của mình khi mà mình đi làm á, cái số an sinh xã hội của mình nó đã kết nối với nhau, nên sở thí dụ họ đều có những cái thông tin này hết, nó nằm hết trong cái trang của họ. Chỉ có một cái mọi người phải lưu ý rằng là nếu mà mình trả tiền á, thường thường á, mình trả tiền bằng check hay money order á, thì mình phải cho sở thí dụ thời gian là ít nhất là 3 tuần. Lúc đó họ mới có thể cập nhật những cái thông tin đó ở trên cái trang mạng của mình ha. Chứ không phải là mình mới gửi ngày hôm nay hay mới gửi đầu tuần, giữa tuần mình check, mình coi 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 họ có nhận chưa. Phải cho họ nhất 3 tuần. Tại vì sao? Thứ nhất là thư từ gửi tới thì nó đã mất thời gian rồi. Thứ hai, khi mà họ nhận được rồi họ phải cash, họ phải deposit, rồi họ phải đi lên trên hệ thống để mà họ cập nhật, nó mất rất là nhiều thời gian. Nên ít nhất họ hỏi mình là cho họ nhất là 3 tuần, mơ lúc đó nó mới có thể thể hiện trên cái trang chuyên mục của mình được nhé. Thường thường á, thì cái trang này họ cập nhật cứ 24 tiếng thì họ cập nhật một lần về những cái chi tiết, ví dụ như là tiền mà mình nhận được hay không hay gì này kia rồi, những cái nào mà khác biệt ngoài cái dự mà trả tiền check hay là tiền money nếu mà mình thiếu thuế đó, thì thường thường những cái thông tin này nó cập nhật rất là thường xuyên, 24 tiếng. Thì lần này mình coi không được thì ngày hôm sau mình vô một lại lần nữa, mình coi, mình kiểm tra để mình coi coi họ có cập nhật những cái thông tin gì mới hay không, thì mình có thể biết được nhé. Và hy vọng cái video này nó giúp ích cho tất cả mọi người
để biết được cách làm sao để vào trong trang mạng của sở thí dụ và coi hồ sơ của chính bản thân mình để mình biết được là mình có bị thiếu thế hay không. Nhiều khi thư từ nó gửi về mình thiếu tiền chính phủ, mà thư từ nó gửi về mình chưa bao giờ nhận được hết, thành ra là mình không biết, nhưng mà trên hệ thống của mình có. Thì bây giờ là đây là cách để mà mình biết được và mình có thể giải quyết cái vấn đề của mình nhé. Mình chạy cái gì chạy, nhưng mà thiếu thế chính phủ Mỹ không thể nào chạy được, nó nằm dính ở trong cái hồ sơ của mình, nó theo cái số an sinh xã hội của mình và nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời. Nếu mà mình không giải quyết cái vấn đề, mình bỏ qua không sao hết, chính phủ nhiều khi họ cũng liên lạc với mình họ mấy, nhưng mà tới khi mà họ liên lạc với mình họ tính tiền lời nha mọi người, họ tính tiền lời từng ngày một. Ok, chạy cái gì thì chạy, nhưng mà chạy thế là không bao giờ mọi người chạy được. Ok, giống như Việt Nam mình có câu chạy trốn cái gì cũng được nhưng mà chết là không trốn được nè. Ok, nhưng mà ở Mỹ thì là chết không trốn được nè, thiếu thế chính phủ là không bao giờ trốn được. Ok, còn những cái khác thì mình có thể làm lơ, mình có thể tránh, nhưng mà hai cái đó ở Mỹ không bao giờ mình tránh được. Thiếu thế chính phủ trước sau gì họ cũng đòi, và khi mà họ đòi mình đó họ sẽ tính tiền lời rất là nhiều nhé, theo từng ngày họ đi chở ngược lại, thành ra là nó rất là phiền phức. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đã trở lại xem cái video của mình. Hy vọng cái thông tin này nó hữu ích giúp cho tất cả mọi người. Đừng quên bấm like và share với tất cả những người bạn hay người thân của mình để họ cũng có thể cập nhật những cái thông tin này và biết những cái thông tin này giống như tất cả quý vị. Những ai chưa bấm subscribe channel của mình thì xin hãy bấm subscribe để có thể nhận những cái thông tin mới nhất. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ khi trở lại xem kênh của mình. Hẹn gặp tất cả mọi người trong cái video kế tiếp nhé. Nếu những ai có câu hỏi thắc mắc hay cần gì đó thì bất cứ những cái lời đề nghị cũng được, mọi người đánh vào trong cái chat ở dưới này thì mình sẽ cố gắng trả lời lại thông tin cho mọi người càng sớm càng tốt nhé. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại cái video kế tiếp.